Truong Ba, ngươi dám lừa ta? Truong Ba, ta mì lửa ta. Mọi người không thấy. Nhất. Dạ. Con đi. Dạ con. Nhiều. Nhỏ hơn con 21 kg. 89 kg. Những gì? Những gì dẫn cái nhà lành hả? Xong rồi, tiền nè. Người cứ tiếp. Hai cây là không được. Không thì còn giá thôi. Mấy giờ rồi? 1:20. Mấy? 11:20. 12 giờ mới tới. Không ai bằng Truong Ba đâu. Em đang được gặp con. Thằng đó đang nhận tiền thành phố à? Có tiền là được hết. Mà nói gì? Thằng nào cũng vậy. Có tiền là được hết. Sở bà tính bằng tỷ đó. Tính theo ký đó má ơi. Nhìn lại má đi, đủ tiền má. Mấy bà biết không, tôi với bà này nè, gặp Truong Ba hồ bơi. Ờ, đúng rồi, ảnh hấp dẫn á, đẹp trai lắm á nha. Người mình dây nè, còn lông á hả, từ dưới á, dài lên tới ngực lửa. Bà cứ tưởng tượng không à, tôi thấy cũng bình thường thôi mà. Có gì đâu mà bình thường, bà chả điên hả, bà nào không đẹp trai chứ. Trời ơi, lâu quá, ngủ hết trong này hả? Nhất, chết rồi. Hôm nay giờ hoàng lắm. Lê mê kêu đi các bạn cám á. Nhanh, nhanh. Ngủ luôn hả? Nhanh. Lên. Út, cô hai tới. Vừa mập vừa ngu. Nằm em đó. Gãy cái cửa chừng nữa thôi luôn. Nằm em. Ông nhận một đám mập đồ đệ tử. Thứ gì mà hại ông à? Đáng hại ông nhiều nữa. Chữ nửa tháng lương à? Ừ, chị nhỏ, chữ ít quá. Nửa tháng lương của tất cả mấy người. Ẩm mà cũng không được vui nữa. Thôi, để tôi tính cho. Ông đừng có ăn trộm tiền của tôi mà trả lương cho tụi nó. Tăng ca đi. Và bây giờ là Truong Ba. Tôi không hiểu tại sao những cái luật lệ ngớ ngẩn vẫn còn tồn tại. Đây là tục lệ của tổ tiên, không thể nào bỏ được. Sát sinh không phải là một điều tốt. Sát sinh đúng là không tốt, nhưng mà tiết kiệm thời gian, mổ được nhiều thì có nhiều tiền là một điều rất tốt. Bắt đầu đi.
tuần sinh nhật lần thứ 28 của anh Truong Ba. Xin mời anh Truong Ba. Chờ nhà sáng anh về, đây là phần vụ cuối cùng. Xin cảm ơn Bike Club. Và bây giờ hãy vui lên nào. Baby của anh ơi, em nói làm yêu anh thì em phải yêu anh nghe chưa? Em nói thì em phải giữ lời, không được đánh anh, biết chưa người yêu? Không đánh anh đâu. Người yêu ơi, anh chỉ yêu một mình em thôi đó. Mày lại quậy phá giọng đó đúng không? Anh mau vô coi nước phun tùm lum rỗng kìa. Ê, tiền ông già đưa mày đâu rồi? Ba sợ anh ăn chơi nên đưa em giữ rồi. Bye. Đi anh. Em nói tặng quà đặc biệt cho anh là gì vậy? Thôi tụi mình cũng chung với nhau đó. Cấm cười khi đang nói chuyện nghiêm túc. Khỏi thôi. Cảm ơn. Đúng ba, anh làm được đấy rồi. Sao xe đời mới mà khó quá vậy? Đúng ba, đi lại. Đã tính toán kỹ rồi, em yên tâm đi. Chú Ba, cứ không được lùm đến cô ấy. Chú Ba, cô ấy là con tử, cái gì không được lùm đến cô ấy. Anh đang định cầm nhà để vay thêm vốn ngân hàng. Cũng may là ta đoán trước, không thông minh như ta là bị ngươi hại lần nữa rồi. Trương Ba, đứng lại. Anh đã gom hết tiền tất cả mọi nơi rồi, nhưng vẫn chưa có đủ em à. Em sẽ lo cho anh, yên tâm. Em tính hết rồi. Có đủ không đó? Em cũng sợ không đủ, nhưng mà em có cách khác. Cảm ơn em. Ngươi phải nghe lời ta. Tụ đi. Không ngươi sẽ bị hại đến sát thân. Hả? Đèn đỏ mà. Nhột quá, nhột quá. Ông phải đó, dưới. Con nào gọi cho anh vậy?
Alo. Alo, cho ta gặp Trương Ba. Đợi cho anh chút. Alo, ai đó? Ta là Đế Thích. Cô ấy là Ngọc Nữ, ngươi không được hại cô ấy. Đồ điên, đừng quấy rầy tao nữa mày. Thôi bỏ đi anh, đừng giận mà. Gì vậy? Bộ lúc anh sướng mặt anh vậy hả? Em yêu anh lắm. Xí. Chờ chút. Anh đi toilet. Lên gấp. Xem tôi ở trong ở trên TV. À không. Cho tôi viên thuốc an thần. Ngươi không được hại cô. À, anh làm gì vậy? À, anh chỉ thử cửa của khách sạn 5 sao thôi. Chỉ có ta mới biết âm mưu của người. Chỉ có ta mới biết người là ai. Đúng lại. Người tính lấy tiền của Thanh Thanh đưa Quang Vinh đi giải phẫu. Trời ơi, làm gì quái vậy trời. Anh ơi, người không được hại cô ấy. Tôi xin ông buông tha cho tôi đi. Không được. Trừ khi... Trừ khi cái gì cũng nổi. Người biết ta là ai không? Đế Thích. Đế Thích là ai? Là ông Đế Thích bán thuốc lá dạo. Không phải. Đế Thích là một tiên cờ, là một người đánh cờ như tiên, không ai địch lại. Thiệt là ông không có đối thủ không? Đúng vậy. Ông thắng bao nhiêu người rồi? Chưa ai dám đánh với ta. Hèn chi. Thôi, tôi cũng công nhận ông là tiên cờ ha. Tôi không giỡn nữa, tôi đi ngủ nha. Không được. Nếu người không đồng ý, ta sẽ nói toàn bộ sự thật cho cô ấy nghe. Ủa, gì vậy? Ông đánh cờ hay làm thơ? Cờ này là cờ XO. XO là cờ gì? Ta đánh chữ X, còn ngươi đánh chữ O. Cờ cá rô thì nói cờ cá rô, đại đi. Đánh. Ê, ta tiên cờ, ta đánh trước. Nước đầu tiên mà cũng suy nghĩ nữa. Tiên cờ gì mà đánh lâu quá vậy? Lẹ lên đi. Nè. Ây da. Bảo vệ kìa. Đâu? Bảo vệ đâu? Bảo vệ 3 giờ sáng mà. Bảo vệ cũng phải ngủ chứ. Ông thua rồi. Thua gì thua. Ông đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5. Trời. Người thắng ta rồi. Cuối cùng ta cũng có đối thủ. Đúng là trên đời này chỉ có Trương Ba mới là đối thủ của Đế Thích. Trương Ba, sao mày hay quá vậy?
ông từ từ suy nghĩ nha, tôi đi ngủ trước. Truong Ba, mày dùng thế gì mà thắng được ta? 5, 4, 3, 2, 1. Truong Ba, người đúng là đối thủ của ta. Cuối cùng ta cũng có đối thủ rồi. Giờ giấc chạy kiểu này sao mà đi đứng. Qua đây, bên này nữa nè, biết nè. Đây đây con. Rồi, qua đây đi. Yeah. Để xem coi. 1, 2. Ủa, sao ăn nhiều hơn mình hai nước cờ vậy? Truong Ba, ngươi dám lừa ta? Truong Ba, ta bị lừa. Truong Ba, ta bị lừa người. Anh đúng là người đàn ông tuyệt vời. Anh đi nha. Tập thể bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho chồng bà. Vậy khi nào chồng tôi về nhà được? Tôi nghĩ ông nhà khó thoát qua cơn hoạn nạn này. Là sao? Không thấy cái phòng nào hả? Phải chứng tỏ là người có văn hóa chứ. Là sao bác sĩ? Bác sĩ cố gắng giùm. Chồng tôi còn phải giao hàng nữa. Khi nào chồng tôi về nhà được, tôi sẽ đổi ơn bác sĩ. Bác sĩ thích ăn chân giò, sườn hay nạc, tôi sẽ tặng bác sĩ 1 năm miễn phí luôn. Xin lỗi, bà có thể đưa chồng bà về trong ngày hôm nay. Ông bà khỏe biết đọc chữ không? Chồng của bà khó sống qua khỏi ngày hôm nay. Là sao? Ông bà ơi, ông bà nói đùa gà
không được. Ta sẽ cho người khổ hơn là chết. Ta sẽ cho người trở thành một thằng mập xấu xí, ngu đần, và còn có một con vợ dữ. Như vậy ngươi sẽ còn khổ hơn là chết. Thầy bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Tập thể bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Vì vậy chồng bà đã thoát khỏi cơn hoạn nạn rồi. Bác sĩ nói gì? Chồng bà đã khỏe hẳn. Anh ta chỉ bị đau nhẹ đầu thôi. Tôi thích ăn giò với mạt lắm. Nếu được có khuyến mãi cho cái đuôi heo nha. Khi chồng bà tỉnh dậy á, thì bà nên tạo ấn tượng tốt cho chồng bà. Đừng để tinh thần của anh ta bị đứng loạn. Ủa gì kỳ vậy ta? Cậu hai nhớ con không? Cậu hai nhớ tụi con, cậu hai. Ở đây là chỗ nào? Nhà của mình mà cậu hai. Chắc cậu hai mới tỉnh dậy, còn chưa tỉnh táo á. Cậu hai biết tụi con là ai không cậu hai? Trời đất ơi. Biết không cậu hai? Biết tụi con không? Cậu hai nhớ không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mập ú. Vậy là cậu hai mình không ghi nhớ hả? Mày nhảy ra. Kêu thương tốt. Bác sĩ đi ra rồi đó. Ông bà, cuối cùng ông tỉnh lại rồi. Tôi nhớ ông quá. Cũng may đầu mình cứng. Nói đi. Mắt. Không phải ông bệnh á. Ông muốn làm gì làm. Nói gì nói. Mày chắc. Mày làm dữ à? Mày sao? 7-8 thằng mập. Mày sợ nhỏ này à? Ừ. Mọi hai phải dịu dàng. Kẻ ăn tù tốt. Bác sĩ lại dặn. Gì? 2-4-6-8-9. Ô 2-4-6-8-9. Sao nãy 8 thằng? Bây giờ thêm thằng nữa là sao? 8 thằng với ông là 9 đó. Ờ à, đúng rồi. Đúng rồi. Cái này là cái gì? Cái kiến. Cái kiến. Cái này là cái kiến à? Dạ, dạ đúng rồi. Trong kiến là tao. Dạ, dạ đúng rồi. Tao trong kiến à? Dạ, dạ đúng rồi. Trời ơi sao xấu quá vậy? Trong kiến là tao à? Dạ, dạ đúng rồi. Hả? Sao bụng bự quá vậy? Rất gần bên anh, lặng im để đôi trái tim non nói với nhau. Yêu nhau, yêu nhau môi hôn một tối đêm. Kinh quá. Xin lỗi. Cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh lại. Anh làm em lo quá.
Tôi đang đâu vậy? À, anh bị tai nạn nên bất tỉnh đến bây giờ luôn. Anh có cái áo đẹp quá. Đó là vật kỷ niệm mà em không bao giờ quên. Em cố tình mặc nó khi anh tỉnh lại. Anh đưa tôi về đây hả? Anh tốt cho tôi quá. Anh nói như vậy thiệt là ngớ ngẩn. Mình không tốt với nhau thì còn ai tốt với mình nữa. Tôi cũng ngờ người ngoài lại tốt cho tôi vậy. Trong khi đó ở nhà thì xin lỗi nha, xin lỗi. Sáng nào tôi cũng vậy. Cậu tiêu đâu rồi? Thằng kia kìa. Hả? Cái bụng tôi đâu mất tiêu rồi? Hả? Thì hồi đó cái bụng của anh cũng được mà. Anh là người đầu tiên không có thằng thiền gì cái bụng của tôi. Trong mắt của em, anh lúc nào cũng là người đẹp nhất đó. Ơi, ơi, anh cậu, cái người làm gì kỳ vậy? Tôi về. Ông Hạch, đây là nhà của ông. Cô này bị điên rồi hả? Ừ hả? Ông dám nói vợ ông là mẹ đen hả? Tôi nói cho cô biết nha, nếu tôi không phải là người có giáo dục là tôi tát cho mặt cô đó. Cái gì? Đi ra đi ra. Xuất ra. Ông Hạch, ông điên rồi hả? Tôi không phải là chồng của cô, tôi là Truong Ba. Tôi phải tìm cách làm cho ông tỉnh lại. Ông là sang hàng thịt. Truong Ba là ai? Truong Ba là một người hào hoa phong nhã. Là một người được tất cả các cô gái phụ nữ đều ngưỡng mộ. Còn vài thành phần khác cũng ngưỡng mộ nữa. Truong Ba đẹp trai, là người sành điệu, có tiếng trong giới ăn chơi ở Sài Gòn. Nhưng cuối cùng Truong Ba ở đâu? Truong Ba là ai? Là tôi. Là ông? Hồi quá. Đến đây. Đi. Ông ơi, ông nói lại. Cô á, ai mà là chồng của cô chết còn sướng hơn. Hồ đất kinh khủng. Bao nhiêu năm ở đây cũng có chút gì chứ. Trói ông bắt lại. Dạ. Em có chuyện muốn nói với anh. Anh lại nghiên cứu mấy vụ đó nữa hả? Anh xem mặt của anh kia trước. Cả tháng nay anh nằm bất tỉnh, em thì cũng đã nghỉ làm rồi. Có lẽ mình phải trả nhà, nhưng vẫn phải trả tiền nhà trước cái đã. Ai vậy? Đâu có ai đâu. Còn chuyện của em á thì tính sao? Chào. Trời ơi, Truong Ba, anh làm sao vậy? Cho tôi ôm chắc lắm vô. Truong Ba, anh làm sao vậy? Bình tĩnh lại đi. Các người làm gì tôi vậy? Hãy thả tôi ra đi. Tôi biết các người đã hiểu lầm, tôi là người thân của các người, nhưng sự thật không phải là như vậy. Ông mất trí nhớ rồi. Không, tôi biết tôi là ai mà. Trời ơi, tại sao tôi lại ra nông nổi này? Tại sao tôi lại là hình hài này? Thả tôi ra đi, tôi sẽ chứng minh tôi là ai mà. Thả tôi ra đi. Không được. Tôi sẽ là chồng khôi phục cái trí nhớ. Nhất định là tôi sẽ làm được. Trời ơi, con mẹ điên, một lũ khùng. Trời ơi. Hy vọng khi xem xong ông sẽ nhớ lại đây là công việc mà thường ngày ông vẫn hay làm. Bắt đầu. Hey!
tới mộ thịt. Hãy giữ thân thể không giữ được. Không chỉ giữ sạch sẽ ngoài thân mà âm hồn cũng không được chút giận đồ. Nghề mổ là một nghề cao quý, đòi hỏi ý chí kiên cường, dũng mãnh và tinh thần phấn chấn. Nghề mổ cũng phải có tấm lòng từ bi, bác ái, luôn cầu nguyện. Kỳ mà. Không phải, đây là bài của tôi tập thể dục. Nghe cũng được chứ bộ. Bài này tôi biết, nhưng mà lâu lắm rồi. Trời, đúng rồi. Đây là bài mẫu truyền thống của gia đình mình mà. Cuối cùng ông cũng bình phục rồi. Ê, bỏ cậu ra. Cho tôi nhé, cho tôi nhé. Cuối cùng ông cũng nhớ thiệt rồi đó. Ông Mập, ông có nhớ nụ hôn đầu tiên của mình không? Ghê quá. Ngày xưa lần đầu tiên tôi hôn ông cũng ói y chang này nè. Rồi sau khi ông ói, ông còn hôn tôi đó, nhớ không? Ủa, nghe nói còn hai bị ép cưới mà. Ông là người đặc biệt lắm, tôi mới chịu lấy ông đó nha. Chứ biết bao nhiêu người hả, đẹp trai nè, giàu nè, mà tôi chịu lấy đâu. Thôi nín đi. Cô có biết là cô kinh tởm lắm không? Tôi không hiểu nổi tại sao chồng cô lại chịu nổi cái mùi hôi nách của cô. Ông dám nói tôi vậy hả? Hồi đó ông nói ông yêu tôi vì cái mùi này chứ bộ. Tôi nói thiệt nha, cô là người đàn bà kinh tởm nhất mà trước giờ tôi mới gặp á. Ông dám nói vợ ông vậy hả? Bà dám tán tôi hả? Tôi là ai? Tôi là ai vậy? Im đi tê. Thưa bác sĩ, tình trạng của anh ấy là bị như vậy á. Anh yên tâm, tôi rất có kinh nghiệm những trường hợp như vậy. Mong bác sĩ giúp đỡ. Tôi đã gặp trường hợp tương tự vài hôm trước, và tôi đã thành công khi quyết định đưa anh ấy vào trại tâm thần. Vậy anh ấy chắc đã bình phục hoàn toàn rồi hả bác sĩ? Chưa. Anh ấy đang trên đường đi đến bệnh viện tâm thần. Cứ theo như trong tờ giấy này thì chắc chắn bà anh sẽ khỏi. Cảm ơn bác sĩ. Vậy đơn thuốc này có dễ mua ở các tiệm thuốc không ạ? Không. Đây là tấm bản đồ đi đến trại tâm thần. Bị nặng lắm rồi. Tội nghiệp ông Mập, ông bị điên thiệt rồi. Tôi mà cũng dám đánh nữa. Con mẹ đi, một lũ khùng. Cậu hai cậu hai cắn tay con. Nghĩ lại bao nhiêu lâu nay chỉ có tôi đánh ông thôi, chứ có bao giờ ông dám trở lời lại câu nào đâu. Mợ hai, đi đường nào mợ hai? Đằng kia cơ. Ủa, ở đây không có cây cầu nào sao quá. Đúng rồi. Theo chỉ dẫn của bác sĩ sẽ có đò đưa qua. Tôi đây. Chào ông, ông là ai? Tôi là người lái đò ở đây nè. Vậy thì hay quá, đưa tôi xong đi. Được, nhưng cô phải đưa tiền trước. Được, nhiều. Trời, ông là ăn cướp chứ lấy đò gì? Tôi hoàn lương rồi, nhưng cô phải đưa tiền trước để tôi mua đồ. Ở đây mấy năm mới có người qua sông. Thôi được rồi. Nhưng mà tôi chỉ có nhiêu đây, ông chở thì tôi đi về. Thôi được rồi,
nhưng bao nhiêu đây chỉ đủ chở 100 kg thôi. Tôi với chồng tôi cũng cỡ đó à. Ủa phải không chú? Trời ơi, tôi lại đi bằng bè. Cô thông cảm, tiền nào của lấy mà. Chú ơi chú, chỗ đó còn xa đây lắm không chú? Không đâu, cũng gần ở đây thôi. Sao chú đem theo nhiều đồ quá vậy? Bộ chú dự trữ cho chuyến đi này hả? Mấy thứ này để quảng cáo mà, giống như xe buýt ở thành phố vậy đó. À, chú, chạy tâm thần là chỉ bệnh tốt không chú? Tôi cũng không rõ nữa. Vậy có thấy nhiều người vô đây chữa bệnh không? Có chứ. Vậy khoảng bao lâu người ta mới về? Thỉnh thoảng có người đến rồi lại về, cũng có người lâu quá không thấy về. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao? Có khi đến đây mà không đến được đó. Nói chung nhiều trường hợp lắm. Cứ bơi đi. Lần nào cũng vậy hết á. Cứ đáng bơi là tới à. Tôi chìm trước nghe. Không phải, cho uống viên thuốc này mới đúng. Nè, uống đi. Tôi còn sống mà. Ở đây là đâu vậy? Anh đã khỏe rồi. Đây là nơi nuôi dưỡng những người trí tuệ. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Đây là trách nhiệm của tập thể. Sra, ai cho tôi tập ở đây? Đứng lại. Giải tán. Đứng lại. Không không tám, đây là lần cuối cùng. Nếu anh còn tái phạm, đừng có trách tôi. Đây là chồng của cô à? Dạ đúng rồi. Ờ không phải. Cô này có bị điên rồi. Tôi không phải là chồng của cô. Hân hạnh được đón tiếp anh. Xin lỗi, bà là ai vậy? Tôi là bác sĩ có quyền hạn lớn nhất ở trung tâm này. Ủa vậy cái hồi nãy khám cho tôi là ai vậy? Cũng giống như anh, một bệnh nhân tâm thần. Ông cho tôi uống thuốc gì vậy? Làm sao tôi biết được? Cứ yên tâm, bà đưa anh ấy tới đây tức là trách nhiệm đã thuộc về chúng tôi rồi. Trời ơi, tại sao tôi lại ra nông nổi vậy? Ông trời ơi, ông cho tôi sắc đẹp chi rồi lại cướp mất đi sắc đẹp của tôi. Tương tả, mặt mày tôi xấu xí như thế này, thà chết đi còn sướng hơn. Ông trời, ông có ngon thì đánh chết tôi đi. Ở đây có động đất hả? Không phải, chuyện bình thường. Ta đã gây được tiếng vang trong đời rồi. Nếu ông có linh thiêng thì ông hãy trả lại thân xác đẹp đẽ của con ngày xưa đi ông trời ơi. Chị cứ yên tâm mà về, chúng tôi sẽ lo cho chồng của chị giống như những người thân của chúng tôi. Cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể ở đây vài bữa được không? Không thưa chị, đây là nguyên tắc. Nhưng mà bây giờ không còn đò nào qua sông nữa hết. Qua sông? Là sao? Đúng rồi, tôi phải qua sông để về nhà. Mà chiếc bè thì đã chìm rồi. Ai chỉ đường chị tới đây? Một bác sĩ. Tên gì, bệnh viện nào? Đây nè. Hoàng vô thường. Cái tên nghe quen quá vậy ta. Hoàng vô thường. Hoàng vô thường. Hèn chi anh ta trốn thoát được là sao? Là nhờ cái bản đồ này. Đúng. Anh ta không phải là bác sĩ. Anh ta là bệnh nhân và đã trốn thoát khỏi đây 2 năm rồi. Trời ơi. Nhà chị ở đâu?
ở chợ thịt A Mã, quận 5. À, vậy thì cũng gần đây. Gần là sao? À, đây, chị cầm lấy cái này. Có gì chị cứ liên hệ với tôi. Trời, ở đây cũng là Sài Gòn hả? Chứ sao, không phải là trung tâm thôi. Trời ơi, từ nhà tôi tới đây có 20 phút mà. Trời ơi, vậy mà. Chị có thể đón xe buýt trước cửa trung tâm. Nghiêm, có chuyện gì? Dạ, có hai trường hợp nữa giống như hồi nãy bị bất tỉnh hoàn toàn. Trời, cá đâu cả bầy vậy trời. Đứng xuống. Đứng xuống. Bà làm gì tôi vậy? Cho tôi ra. Cho tôi ra. Cho tôi ra. Được ở đây là may mắn lắm rồi. Còn kêu ra nữa là tôi cho nhịn đói luôn. Bây giờ khuya rồi, ngủ đi, mai tính tiếp nha. Sao bạn nhổ đinh bỏ vô cái này, cái xẻng xúc đất bỏ vô cái này, cái gì, cái kìm cắt hàng rào bỏ vô này, cái gối để nằm bỏ lại. Bình tĩnh coi, bình tĩnh coi, cái nào ngắn dài, ngắn dài, cái nào, bình tĩnh coi, cái dài. Ủa, không quá. Mở cửa ra, nhiên mở cửa ra. Hãy mở cánh cửa lòng mình để nhận sự yêu thương. Gán con, đọc số đuôi lọt. Lâu lâu không cho tám nữa, không cho chín, tiếp đi, nhanh lên, không, 70
Còn mọi người nữa đâu? Ô kìa, có bóng ai thấp thoáng bên ô cửa nhỏ. À, đúng rồi. Cái này của anh phải không? Chắc chắn cái này là của anh. Chỉ có anh và người trên kia là mới thôi. Mà người trên kia thì ở trên đó suốt đêm. Ồ, quá đã. Tôi phạt anh lao động vệ sinh trong khu này. Một. Ủa? Đâu rồi? Anh đi đâu đó? Truong Ba, tôi không hiểu nói gì sao tôi lại như thế này. Một hôm tôi đi giao hàng xong rồi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình là Truong Ba. Tôi nói sao mà mới hiểu đây. Tôi chỉ tin anh. Khi nào người nhà anh trả tiền viện phí và bảo lãnh anh về? Bao nhiêu năm nay tôi thấy có hai ca là có triệu chứng giống nhau, nhưng được cái anh đẹp trai hơn người kia. Tôi muốn đẹp trai đâu, tôi muốn mập mập xấu xấu trai. Ở đây nghỉ ngơi đi, coi chừng vết thương tái phát đó. Trời ơi, vợ tôi đâu? Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ tôi đâu? Sao? Tặng anh cái ghế nè. Thấy tôi có gì đặc biệt không? Không. Vợ ơi. Sao ngồi đó? Ơ đi. Trời ơi. Trời ơi, sao ngồi tụi bị mạo vô trong? Ơi. Ngủ đi. Đi tụi bị mà không. Trời trời. Gì nữa đây? Đừng vội chán nản, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua mà thôi. Tôi hiểu anh mà. Ở chung với cái bọn điên này nè, phải biết chịu đựng, kiên nhẫn. Có lẽ đây anh là người tỉnh táo nhất á. À đúng rồi á. Ê, có tôi với anh là người tỉnh táo nhất á. Sao bà định bao giờ thả tôi ra đây? Anh đừng có nói tôi, người kia mới chính là anh nha. Tôi biết, tôi có nói ra bà cũng không tin tôi đâu. Ừ, có lẽ sức khỏe tốt hơn rồi đó. Anh là sàng thịt phải không? Tôi không cần biết là ai, nhưng tôi cần anh nói cho tôi một tôi cháu.
muốn ăn cháo xuống bếp nấu ăn. Anh muốn làm gì trong toilet hả chứ bác? Tôi có bị cục trai đâu mà đông. Nhưng mà đây là nơi chăm sóc bệnh nhân đặc biệt. Âm. Sao vậy? Chuyện gì vậy? Ê, mày làm gì vui mày? Mày làm gì vui mày? Vô hỉ. Sao mày không đỡ tao? Có điên thì tao mới đỡ một thằng mập như mày. Trời. Gì đó? Ngủ đi. Còn làm gì giờ này? Đêm nay gặp nhau ở toilet bà họ giá. Ngày mai người nhà anh lên đón anh đó. Tôi muốn anh khỏe để họ còn đóng tiền viện phí cho tôi. Ôi da, đau bụng quá. Ờ, mà mai tính. Nhưng tôi đau bụng lắm, chắc phải đi cầu à. Tôi nói khuya rồi, ngủ đi. Ê, đau bụng quá. Anh mà còn rên la nữa đừng có trách tôi á. Ờ, vậy là khỏe rồi đó. Đau quá. Bắt cậu à. Mày là
Tôi là Truong Ba. Không phải, tao mới là Truong Ba. Quên, tôi là Sang Thịnh. Tại sao? Tại sao? Tại sao mày là tao? Còn tao lại là mày? Tôi cũng không biết đâu. Ông biết không? Tao cũng không biết nữa. Tao chỉ biết mày là thằng Sang Thằng Thịnh, mập mạp, ngu dốt, có con vợ tên là Thị. Đúng rồi. Vừa dữ, vừa ngu, vừa hôi thối. Không, ông không được nói vợ tôi như vậy. Còn ông thì sao? Tao quá tốt, mày hưởng lợi trên thân xác của tao quá nhiều rồi. Không, tôi khổ cực vì mang thân xác của ông nè. Tôi bị người ta hành hạ nè. Chữ, mày mang thân xác của tao phải biết gìn giữ chứ. Mày làm sao ra nông nổi như thế này? Mày biết là tao đau khổ như thế nào không? Thì tôi cũng bị vô đây vì mang cái thân xác của ông nè. Biết không hả? Nhưng mà cái xác của tao đẹp, cái xác của tao cao quý. Còn cái xác của mày, cái xác của mày là cái xác hôi thối. Trời, tôi hôi thối mà tôi có vợ đẹp. Không giống đẹp đâu. Mày hôi thối, vợ mày hôi thối, cả nhà mày hôi thối. Ông chửi tôi được, nhưng tôi cấm ông chửi vợ tôi. Tao chửi mày lại. Đập mà. Ông quýnh nữa hả? Tôi quýnh ông nè. Tôi quýnh ông thêm cái nữa. Thôi. Ây dạ. Mày phải cạo râu mỗi ngày chứ. Trời ơi, mày phải sức kem dưỡng da. Để da mặt tao nó sần sùi quá. Chết da mặt bây tao rồi. Bây giờ làm sao trả lời cái xác cho tôi nè. Tao cũng đang suy nghĩ đây. Tự nhiên ra nông nổi này, tao không biết tính sao nữa. Giờ tôi nhớ vợ tôi quá à. Mày đợi tao, để tao tính cho. Bây giờ tao với mày làm sao nghĩ cách thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Hả? Mày có cách à? Cách gì? Ông nghĩ đi. Mày khùng quá. Tao có cách rồi. Bây giờ, tạm thời bây giờ, mày cứ nhận mày là tao, còn tao là mày. Vậy nha. Là sao? Có nghĩa là bây giờ tạm thời mày cứ nhận mày là Truong Ba, còn tao là Sang Hàng Thịt. Sao được? Trời ơi, có nghĩa là bây giờ mày kể hết những cái gì của mày á, của mày cho tao nghe. Ngược lại, còn ông kể hết chuyện của ông cho tôi nghe. Đúng rồi. Gì vậy? Sao mày ngu quá, nói hoài mày không hiểu gì hết trơn. Có nghĩa là bây giờ làm sao bằng mọi giá mình phải thoát ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Đúng rồi. Kể đi. Kể nghe. Đó. Ê, còn cái nữa. Gì vậy? Bí mật của Gia Bảo. Quý không? Quý. Quý à? Gì vậy? Không biết. Vợ tôi biết. Ê, nhưng mà ông có được đụng tới vợ tôi nghe. Vợ mà hồi thấy mẹ à? Chúng dám à! Anh là DJ ở bài lớp. Ông nhớ gì đặc biệt nữa không? Tôi và anh còn có một ước mơ mà không thể nói dai được hết. Bây giờ quan trọng là anh đã khỏe lại. Ước mơ đó không còn quan trọng nữa. Đó thằng mập nó nhớ ông lắm. Không có ông nó toàn ăn cái ngủ ông mà. Chị còn hỏi gì nữa không? Anh không cần nói đâu. Anh ấy đã nhớ hoàn toàn rồi. Ông nhớ tôi có gì đặc biệt không? Em có một cái mùi nách rất là đặc biệt.
Tôi biết ông yêu tôi vì cái mùi đó à. Thật sao? Hồi nãy giờ anh ta nói có gì rõ ràng đâu. Nhưng tôi đảm bảo anh ấy đã bình phục. Nhưng tôi không đảm bảo. Tôi cần chữa trị thêm một thời gian nữa. Tôi hứa từ nay sẽ không đua đòi phong phí nữa. Miễn sao ông bình phục, giờ sẽ dừng lại lò mổ là được rồi. Anh sẽ mua cho em thật nhiều quần áo đẹp để không xấu hổ với lò mổ truyền thống của gia đình. Chẳng những ông tỉnh mà còn tốt hơn ngày xưa nhiều nữa. Không cần, tôi sẽ trả thêm tiền nếu bà cho anh ấy về. Nếu giữ lại tôi sẽ không thanh toán đâu. Anh ta mau khỏi là nhờ sự tận tình chữa trị của tôi. Ý quên của trại. Tôi hiểu cái mùi đặc biệt này rồi. Thôi, anh chuẩn bị đồ xuất trại đi. Có rảnh ghé thăm tôi nha. Lên, nhìn lên. Lên đi ông, lệ mày tôi bỏ ông lại luôn đó. Về đi, về tôi lấy của gia bảo đưa cho ông gầy dựng lại. Tôi được tự do rồi, tôi được về nhà rồi. Nhà mình đổi chỗ khác rồi. Có thêm nhà mới nữa hả? Em phải nghỉ làm, người ta đòi nhà lại. Em phải mượn tiền để trả tiền viện phí cho anh. Đâu còn tiền mà thuê xe. Nhà tôi nhiều xe lắm. Đi ông. Nhanh lên, chạy đi anh. Chạy, nói lên. Chạy đi hãy nói. Nhanh lên Truong Ba. Chuyện gì nói đi. Tôi chưa tới được kìa. Nói kìa, nói kìa. Nói kìa. Nhanh lên anh. Tôi đây nhanh hơn. Rượu mà dữ vậy. Đại ca, nó chạy hơn này nè. Đại ca, không phải đại ca đằng trước. Đúng không, kia kìa. Sao tụi nó rực mình như vậy? Người ta đang đau nè, thì cũng tại tụi mình chứ ai. Là sao? Thì tụi nó là đàn em của con Thanh Thanh, bồ anh đó. Anh Truong Ba. Anh Truong Ba. Anh Truong Ba. Anh Truong Ba. Con không phải Truong Ba. Anh Truong Ba. Anh Truong Ba. Chết trời ơi. Truong Ba, hay anh trả lại tiền cho Thanh Thanh đi. Truong Ba, Thanh Thanh là cô nào tụi nó không biết. Tới lúc này em phải quyết định đi chứ. Em chỉ muốn sống mình yên bên anh thôi. Truong Ba, tôi phải Truong Ba mà. Truong Ba đang ở nhà tôi á. Trời ơi, anh điên rồi hả? Nó chạy cái nào? Em thấy nó là em kia kìa. Anh chỉ sau lưng sau lưng á. Ông sợ quá à. Truong Ba mới đem tôi nghi ngờ vậy cháu. Nói nhỏ nhỏ cho người ta nghỉ ngơi. Ba bên kia. Đứng lại. Tôi mắc mớ gì phải chạy nữa đó. Tôi phải nói cho chúng biết. Tôi không phải Truong Ba. Chạy đi Truong Ba. Tôi nói tao. Tôi có chuyện muốn nói. Ê, mày dậy đi đâu mày. Tôi không biết. Tôi là sang hàng thịt, không phải Truong Ba. Chạy đi Truong Ba. Mày đi thôi. Anh làm gì vậy? Tôi né đạn. Chưa bắn mà. Đứng lại. Chạy. Bắn đi thôi. Xuất giả cũng nổ nữa hả? Anh làm gì đó, tụi nó rượt anh dữ vậy? Cũng vì mơ của tụi mình thôi. Mơ cái gì? Hả? Chạy đi vợ tụi đi. Sao tụi dẹo vậy? Nhà của đâu mà về? Truong Ba. Truong Ba cái gì? Tụi không phải Truong Ba. Bà đặt kia. Ba. Sát tụi. Mày. Trời ơi, ăn hoài. Nhanh lên, còn hai về kìa. Không, không? Mày là thằng mập nhất, mày là nhất. Mày đang còn hai nè. Nhanh lên. Còn hai gì? Còn hai gì? Nó mập còn mẹo.
Thằng nhị, thằng ba, thằng tư. Cậu hai về đó, cậu hai về đây ơi. Cậu hai về. Ai mới về cậu hai? Cậu hai về. Thằng năm, thằng sáu, thằng bảy, thằng út. À, cậu hai bình phục rồi, cậu hai thông minh quá. Tao phải thông minh hơn tụi bay chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi làm đi. Đứng đây dòm cái gì nữa? Bộ tao lạ lắm à. Nhưng không có ông, tụi nó có làm được gì đâu. Tôi mới về, mệt, không làm gì hết. Hả? Đi làm đi. Dạ. Rớt tối có lũ bây giờ. Dạ. Đi đi, tính cho. Sao còn hay lạ quá vậy? Ông mà không về lúc này có mà sập tiệm. Ông bệnh, tôi đâu dám giao hàng cho nhà hàng. Lúc này khó khăn, tám thằng mập thì đâu có ăn ít được. Nó làm được, cho tụi nó nghỉ, kiếm mấy người khác khỏe mạnh về làm. Nhưng tụi nó là học trò của ông mà. Mệt quá, bữa khác nói chuyện. Ông điện thoại cho ai vậy? Kệ tôi. Ông đi đâu? Tôi đi ra ngoài mua quần áo mới. Mấy bộ đồ này hôi quá. Trời, mua quần áo làm gì? Bà cũng mua quần áo mới đi. Bận đồ như cô nhà quê. Ủa? Ông bị bệnh hả? Bà muốn mua đồ đẹp không? Muốn. Muốn thì đi. Mệt dạ. Đi, mệt quá. Bà nhà quê vừa thôi, bà phải ăn bận đẹp như thế này để không xấu hổ với cái lò mổ của bà. Cái lò mổ nó sắp sập tiệm rồi. Ông ai về làm đi, không mua sắm gì hết á. Đúng là người vợ không có làm gì được hết mà. Cái gì? Sao không có về không? Trời ơi, sao cái đồ về hoài vậy? Chuyện tôi vậy hả? Dạ. Đi đâu vậy hả? Thầy ơi. Dạ, anh dưới đây nè. Bà muốn về thì bà về với bốn xe lăn cũ kỹ của bà đi. Mua chi bốn chiếc đi phát gớm. Người ta bán hết đi gom tiền mua một chiếc đi cho đỡ mang nhục. Nhưng cái xe để giao hàng, về nhanh lên. Mệt quá. Bà muốn về bà về mình đi. Về mình làm sao? Ông không nghe lời tôi, bỏ ông luôn đó. Dạ. Bỏ tôi hả? Bỏ luôn. Cảm ơn. Mà làm sao?
là bà bỏ tôi được, tôi mượn tôi cúng bà con hay quay. Vậy là ông dám mở tôi luôn hả? Ôi, được, ông đi luôn. Dạ ơi, dạ ơi, nó không phải. Ông đi luôn. Chồng đây nè. Dạ ơi, thầy, thầy ơi, thầy. Dạ ơi, dạ ơi, dạ ơi. Ông mà, ông bỏ tôi thiệt đó ông mà. Thầy ơi, thầy, thầy ơi. Ông bỏ đi rồi nè, bỏ ai đâu. Nói gì ông tốt chứ. Sao ông bỏ tôi vậy? Ông bỏ đi rồi, lấy gì ông xong. Dạ, dạ. Trước sau em muốn bà về nói. Nãy giờ em đi được bao lâu? Mưa. Trời mưa. Vậy là ông bỏ đi thiệt à? Trời mưa là chia tay được rồi. Đêm nào cũng vậy hết à. Dạ ơi, đó là Truong Ba mà. Anh về nha. Ông Mập ơi, ông Mập. Dạ ơi. Ai đó? Ủa, sao lại là bà chủ nhà? Nè, lúc nãy cậu bấm chuông hả? Dạ không phải. Cậu tìm ai? Dạ, tìm Quang Vinh. Quang Vinh? Cậu là bạn của nó hả? Dạ. Thân không? Dạ cũng thường thôi. Nó đi lâu rồi. Mà cậu quen hạng người đó làm gì? Coi cái mặt sang vậy, giật tiền nhà của người ta trốn mất biệt. Không tiền thì thôi, mày đặt mướn nhà sang. Nè, cậu có gặp nó đó, cậu nói nó trả tiền nhà cho tôi nha. Tôi báo công an rồi đó. Mà nè, nó có một thằng bạn thân lắm. Nếu mà cậu gặp một trong hai đứa nó đó, cậu nhớ nhắn nó giùm tôi nha. Chào chị Hằng. Chào chị Lệ. Chào chị. Nè nè. Dạ. Cha đi Thích ngồi bán thuốc lá đây đâu rồi? Dạ hả? Công an hốt lâu rồi. Ở đây đổi đi gì à? Dạ đúng rồi. Quang Vinh chơi ở đâu? Chú nợ có trốn mất tiêu rồi. Trời ơi, tưởng mình là ai vậy? Thì đó, một con heo đang lăn xuống đó nha. Trời ơi, tình con heo quá. Thầy làm sao có cửa quen với chị?
Thì đó, một con heo đang lăn xuống đó nha. Trời ơi, tôi nghĩ con heo quá à. Tối này làm sao có cửa quen với chị. Vợ ơi, anh về nha. Ở đây chỉ là cõi tàn, các bụi rồi cũng sẽ trở về các bụi. Ta rồi cũng sẽ trở về nơi ta đã ra đi. Sáng Hằng Thịt, mày đi đâu vậy? Ủa ai vậy? Ông vừa gọi tôi là gì? Sáng Hằng Thịt. Có mình ông gọi tôi là Sáng Thịt à? Ai cũng gọi tôi là Truong Ba đó. Chứ mày tưởng mày là ai? Tôi là Sáng Hằng Thịt. Cũng có khi tôi tưởng tôi là Truong Ba. Ngồi đây đi. Thôi tôi ngồi ướt giường ông hết. Mày á là Sang Hành Thịt khờ khạo ha. Tao thấy mày khổ quá cho nên tao mới cho mày làm Truong Ba, hiểu không? Còn cái thằng Truong Ba giang oanh, tao cho nó thành một thằng mập xấu xí ngu đần. Còn có một con dữ dữ nữa. Tôi không biết ông có nói thiệt hay không, mà tôi khổ quá à. Vợ tôi bỏ tôi rồi, tôi muốn về nhà thôi. Quá dễ. Mày chỉ cần đánh cờ thắng tao. Mà ngu như mày thì làm sao đánh cờ thắng tao được? Thông minh như thằng Truong Ba mà còn phải ăn gian mới thắng được tao. Tao đã nguyền rủa nó. Đi vô, đi vô mày. Cậu hai ơi, mở hai về. Ý lộn, mở hai ơi, cậu hai về. Trời ơi, ông mập, ông sao vậy? Ai đánh ông vậy? Thằng chồng của mày khóa trốn tụi tao, không có tình mình. Bây giờ mày tính sao? Nhưng mà người đánh chồng tôi cũng phải đền tiền không ăn chứ. Bây giờ nói chạy không? Không. Ái chà. Ủa, sao mày làm hay vậy? Mới học. Định quậy cái lò bỏ đi chứ gì? Thị này không dễ ăn hiếp đâu. Ra đi. Anh em lên. Dạ. Hai. Hôi quá đại ca. Em đi rửa tay. Ây chà. Biết sợ rồi hả? Cút đi. Cút đi. Tôi là người có lý lẽ. Hả? Chồng tôi làm hư đồ gì biết không? Bao nhiêu tiền tôi đền. Biết sợ rồi hả? Chồng của bà làm hư cầu thang của tụi tôi. Trời, tưởng gì cầu thang. Nhiều. Trời. Ủa có mà. Chọn chút. Sao căng heo cái tính tiền. Tất cả mọi người, hôm nay ai giao thật, tụi tăng này gấp tôi, nếu đối nghiệp với tôi. Có ai không? Tôi nói nghe, còn có chuyện gì đó. Tôi thắng ông rồi nè. Rồi, tao là đế thích, làm sao mày thắng tao được? Đó, tôi năm con rồi nè. Sao mày thông minh vậy? Tao không tin mày đánh cờ hay như vậy. Tôi đánh cờ dở lắm, buồn buồn đánh với mấy thằng mập, nhưng không bao giờ tôi thắng ván nào.
Tại sao lại như vậy? Ủa, anh đâu cũng có cái thang này hay vậy? Sang Hằng Thịnh, Sang Hằng Thịnh, trời ơi, Sang Hằng Thịnh, mà cũng thắng được Đế Thích, tao sẽ trả mày về, tao sẽ trả mày về, tao giải lời nguyền cho ngươi. Vậy có hiệu nghiệm không? Tao cũng biết nữa. Có được có hay không? Có khi vài năm nữa mới được. Vài năm? Có khi còn lâu hơn nữa. Câm miệng! Mày muốn ăn chuối hay ăn sầu riêng? Tứ cố vô thân, nhà ổng cửa. Thôi không được đâu, tôi phải về nhà kể cho vợ tôi biết. Nói đi lượn đi. Vậy đây làm gì nữa? Ôi 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 à, ôi à, ông về mà còn phá của nữa. Là mỏ này sắp sập tiệm rồi. Của gia bảo gia đình tôi để lại đâu? Mẹ của ông giận á. Khi nào mà khó khăn lắm mới giao cho ông. Thì giờ khó khăn nè, lấy nó đi. Ông định bỏ đi thì lấy làm gì? Thì bà đưa đi tôi bỏ đi nữa. Tôi định đưa cho ông rồi. Ai biểu ông đã bỏ tôi đi. Tại vì lúc đó tinh thần tôi nó không có ổn định. Bà cũng hiểu là vợ chồng đôi lúc cũng có sự cãi vã nhau chứ. Nhưng mà thực tại thôi. Ngon mới nghe. Tôi cũng nhớ ông. Lâu lắm rồi vợ chồng mình cũng có. Bây giờ bà lấy của gia bảo ra đi, để mình gây dựng lại gia đình nha. Ủa lấy của gia bảo ra luôn bây giờ à? Không, tôi thấy ông càng ngày càng lạ, giống người khác chứ không phải ông mập. Khác đâu, tôi vẫn mập mà. Tôi không biết. Ông giống ngày xưa, không bao giờ nằm trên, kiểu như hồi nãy. Ở đâu vậy? Tôi phải đưa ông lại bệnh viện mới được. Ủa, tôi đã được về nhà của tôi rồi. Vợ ơi, vợ ơi. À, mày là Trương Ba à, cuối cùng mày lại là mày rồi. Tao lại thành công nữa rồi. Sao tao lại như vậy? Sao tao thú quắc vậy nè? Tin chưa? Cho dù mày là ai thì mày cũng xấu xa, hôi thối. Chính mày đã hại mày và hại cả người thân của mày. Mày nói gì? Mày tao giết mày. Anh về được nhà rồi. Vợ, vợ ơi. Hả? Ông sao vậy? Ông chết bệnh đó hả? Anh đâu có bệnh hoạn gì đâu. Anh bị đổi hồn á. Trời ơi, đổi hồn là sao? Là người ta lấy hồn của anh
đưa qua xác Trương Ba, lấy hồn Trương Ba đưa qua xác của anh vậy đó. Ông nói Dũng hiểu gì trơn à? Là vậy nè, Vợ ơi, anh nhớ em lắm. Ủa, sao người thật? Mày làm cái gì vậy? Mày bị nhiễm Trương Ba rồi hả? Cảm ơn ông đổi xác cho tôi. Không cần cảm ơn, đừng có hung ta là được rồi. Vợ tôi đâu à? Thì mày bây giờ bị đổi lại xác thằng Trương Ba rồi. Sao kỳ vậy? Đây thật, sao ông làm kỳ vậy? Tao cũng không biết nữa. Chắc hồi nãy á, tao giải lời nguyền chưa có hết, cho nên mới ra nông nỗi này. Vậy bây giờ ông giải lại đi. Không được. Tao cũng biết tại sao giải tới giải lui giờ lộn xộn tùm lum hết trơn à. Không được, tôi phải về nói cho vợ tôi biết. Sao lại là cô? Ông điên à? Tôi không có điên. Tôi là Trương Ba. Tôi không phải là thằng hàng thật hôi thối ở cái nơi hôi thối như thế này. Mà mày được đẹp trai vậy là cũng nhờ tao. Mày còn muốn gì nữa? Tôi không cần. Tôi muốn về với vợ tôi thôi. Tôi khổ lắm rồi. Vợ mày vừa xấu xa nè, vừa hôi thối, có gì đâu mà hay. Nhưng mà tôi vẫn muốn về với vợ của tôi. Ông không được nói vợ của tôi như vậy. Tao chỉ muốn cho mày tốt hơn thôi. Tôi không cần. Mày về nhà vợ mày cũng không tin mày đâu. Trương Ba, tôi Trương Ba, chờ tao với. Phải nghe lời tao. Chờ anh Bảy. Mày đang nào? Tao đâu quen. Thấy chưa, không ai nhận ra mày đâu. Nhất, cậu hai nè. Vậy, chờ chút, tôi đang làm việc. Người tiếp theo. Tao là cậu hai nè. Không, không. Thì lỗi tại tao. À, Út, nhớ cậu hai không Út? Ừ, ngủ đây đây. Ý trời. Không được, tôi phải đi kiếm vợ tôi. Chú Ba. Vợ ơi. Chú Ba. Thầy ơi. Trời ơi, đừng có khóc nữa. Tôi đã nói với cô rồi, tôi không phải là chồng cô. Thầy ơi, thầy ơi mở cửa. Anh nè thầy ơi, anh nhớ em lắm. À, thầy ơi, anh thương em lắm thầy ơi, mở cửa đi. Thấy chưa? Thầy ơi, bên ngoài biết nhiều người mai tôi đi em còn. Mở cửa cho anh đi thầy ơi. Thầy, à, mở cửa. Này, con thấy ông chồng vô mập rồi sao rồi trời. Trương Ba, anh muốn về thích với em nè thầy ơi. Bạn đây, thầy ơi, chính là chồng của cô. Mở cửa nha. Cô sao tôi? Tôi dẫn cô ra đây gặp chồng của cô. Chồng của cô ngoài này nè. Đi, đi ra đây. Đó, chồng của cô kìa. Này, vợ chồng ta. Mày muốn ra? Dạ. Mày muốn em ơi. Thằng Nhất, mày về đây lúc 12 tuổi, mày thích ăn chuối. Thằng Hai, mày thích uống sữa heo. Đó, thằng này mới là thằng chồng mập ú của cô. Tôi mới là chồng của bà nè. Tôi lấy bà lúc bà 18 tuổi. Bà chỉ muốn nằm trên. Trời ơi, tao mày nói người ta. Bà dám muốn tôi hả? Thằng này mới chính là chồng của cô nè. Sao nó chồng tao hả? Tôi biết chuyện này rồi. Dạng ra quen. Để ta giải thích. Đó, đầu đuôi câu chuyện là như vậy đó. Chỉ có vậy thôi à? Ừ. À, ai biết được vũ điệu bấm thịt thì người đó chính là cậu hai. Trương Ba, anh đừng đuổi mày nữa chưa.
sang hàng thịt. Thằng này mới là chú Ba nè. Thôi em, chuyện của người ta mình để ý làm gì, mình vô nhà đi em. Chú Ba, mày giải quyết chuyện của mày đi. Mày cái mặt mày đúng là bỉ ổi. Thằng này nó không hiểu gì hết trơn. Ủa em, sao nãy ông nói ông là Trương Ba, cuối cùng anh là chồng của tôi. Tôi, anh là chồng của em nè. Trời ơi, khùng hả cưng. Thôi mình ra. Không, tôi mới là chồng của bà. Tôi biết chiêu cạo lông heo. Đây là chiêu cạo lông heo. Nói gì? Ông là chồng của tôi hả? Trời, chồng của tôi đẹp trai hay ta? Ông biết chiêu mổ thịt heo không? Biết, chiêu mổ thịt heo. Đem nó vô. Hoàng Vinh, Trương Ba, trả tiền cho tụi nó đi, mình không cần đâu. Chỉ cần sống với nhau là vui rồi. Trương Ba, tao đây chính là... Trương Ba. Hả? Ra sao? Ủa gì kỳ vậy? Nó lại bị đổi hồn nữa rồi. Cuối cùng ai là chồng của tôi? Thị ơi, Tôi là chồng của bà. Tôi là chồng mập của bà nè. Ông bà ơi, chồng mập của bà nè. Bà nhận ra tôi chưa? Trương Ba, Trương Ba. Em không được gặp nó nữa. Nó lừa nên mình lấy tiền đó. Đâu có, ảnh chưa có lấy mà. Tại em muốn nhờ anh tìm ảnh để em giấu tiền của anh đó. Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Sao kỳ vậy? Thầy Trương Ba, em nói thật với mọi người đi. Tôi không muốn giấu giếm nữa. Quang Vinh, đi đâu vậy? Thị cậu. Thị gì vậy? Thì ra anh có vợ rồi hả? Anh gạt em. Anh nói trước giờ anh chưa yêu cô gái nào hết. Tôi đâu có nói với cô gì đâu. Cô gian ra đi. Thôi, đây mới là vợ của tôi. Chúng tôi ta ở với nhau rồi mà. Chúng ba, sao anh không nói thật với mọi người? Tôi sẽ hận anh suốt đời. Cuối cùng thì tôi đã hiểu. Ai là chồng của tôi? Thị ơi, tôi là chồng của bà nè. Tôi là chồng của bà. Trời ơi, ai là chồng của tôi vậy? Bây giờ ôm sát đúng rồi đó. Tôi chưa yêu cô gái nào cả. Tôi chỉ yêu một người. Đó là... Quang Vinh. Tôi khổ quá. Ai là chồng tôi vậy trời? Quang Vinh, anh là Trường Ba đây. Không phải, anh không phải. Quang Vinh, anh là Trường Ba mà. Anh không phải là Trường Ba. Trời ơi, tao không biết tụi mày đang giỡn trò gì. Nhưng tụi mày phải trả tiền cho tao. Nếu không, tao sang bằng chỗ này. Trời ơi, trời ơi, lên gì nè. Trời ơi, sao tụi mày quá vậy? Trời ơi. Quang Vinh, anh là Trương Ba đây. Trương Ba, chúng ta sẽ sống với nhau suốt đời. Em là Quang Vinh đây. Anh không nhận ra em sao?
Em đã trở thành con gái rồi. Đầu đuôi câu chuyện là vậy đó, nhưng mà cuối cùng là sao tôi cũng không biết nữa. Bây giờ tôi mới biết Quang Vinh cứ giống như hồi trước thì tốt hơn. Bắt đâu vợ lại tăng thêm ca. Đúng là không có vợ thì không có làm được cái gì hết trơn hết trọi. Thì đánh chết tôi đi. Anh ơi, em hứa là em yêu anh thì em phải yêu anh nghe chưa? Không có được đánh anh. Em nói rồi đấy, không có được đánh anh. Có biết không người yêu? Em đánh anh đâu là anh mách má em đâu. Em đánh anh đâu là anh mách má em ngay. Em đánh anh đâu là anh mách má em đâu. Là em sẽ yêu anh tối nay. Oh yeah. Hứa với anh đi người yêu. Là em sẽ